Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 30 tháng 12 năm 2019 và chỉ còn một vài ngày nữa là chúng ta sẽ đón Tết dương lịch Tết 2020. Thì lời đầu tiên chúng tôi xin phép gửi lời đến kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Thì trong video clip ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một mẫu bàn ghế hoàng gia bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Thì trên màn hình là tổng thể của bàn ghế đây. Tôi sẽ lướt qua một vài con máy để quý vị có thể hình dung được cái bàn ghế này khi kê vào phòng khách như thế nào. Đây là một bộ bàn ghế chúng tôi làm theo mẫu tân cổ điển. Toàn bộ là làm đục hoa lá tây. Phần vách là chuyện chám. Đây là đó, quý vị có thể hình dung được tổng thành của bộ ghế đây. Và bộ sản phẩm này thì là bao gồm có 6 món là một bàn, hai đôn, hai ghế và một là chiếc đoạn dài. Đi vào giới thiệu chi tiết hơn thì tôi xin giới thiệu đây là phần đoạn dài của bộ ghế nhé. Có kích thước là dài 2m4. Toàn bộ là phần vách là chúng tôi đục chám và trương hoa lá tây kết hợp hoa hồng rất là đẹp. Những bộ gàn ghế theo mẫu tân cổ điển này khi kê vào phòng khách của chúng ta thì là rất là cực kỳ là sang trọng, hiện đại, tôn lên vẻ đẹp rất là nhiều. Và mẫu ghế là hoàn toàn mới đấy nhá. Mẫu ghế hoàng gia hiện nay được khách hàng săn đón rất là nhiều. Cũng chuẩn bị đến Tết Nguyên đán 2020 rồi. Là quý vị đang có nhu cầu mà mua sắm bộ sản phẩm bàn ghế phong cách để trang hoàng cho gia đình nhà mình để chuẩn bị dịp Tết Nguyên đán ấy, thì bộ bàn ghế này cũng sẽ là một lựa chọn rất là hợp lý, cực kỳ là đẹp luôn, mẫu mới nhất của chúng tôi. Đây là hình ảnh hai chiếc ghế nhỏ. Chiếc bàn này có kích thước là dài 1m45. Đây, phần bàn là có ngăn kéo, hiện tại chúng tôi vẫn chưa lắp vào, quý vị nhé. Và mặt bàn là liền tấm một lá. Tôi xin lỗi. Phần gỗ là hoàn toàn tự nhiên. Phía bên trong là chiếc đôn chải. Và hiện tại sản phẩm mà chúng tôi đang để mọc và tôi có tưới một chút nước lên cho màu nó sạch bụi đi, quý vị nhìn thấy rõ. Để chúng tôi vừa kê trong xưởng ra đây. Thì mọi người có nhu cầu hãy liên hệ tới xưởng ở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0957 51086 và cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây, tôi đứng máy một chút để quý vị có xem được tổng thành của bộ ghế. Toàn bộ phần chân này là được chạm hoa lá tây, yếm vén cong. Nhìn đường nét rất là đẹp quý vị nhé. Cực kỳ là sang trọng luôn, đẳng cấp khi chúng ta kê vào phòng khách nhà mình. Nó có một nét gì đó hoài cổ nhưng mà vẫn giữ được nét hiện đại. Đó, thì quý vị đang có nhu cầu mà mua sắm trang hoàng cái phòng khách nhà mình thì hãy cân nhắc và tham khảo video clip này của chúng tôi. Ok, xin chào mọi người nhé và hẹn lại trong những clip khác. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của sản phẩm này dưới phần mô tả video để mọi người để xem được chi tiết hình ảnh của bộ ghế này. Xin chào và hẹn gặp lại.